Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Huỳnh Thiên Hương với một bộ truyện rất hay kể về những điều kinh dị xảy ra vào tháng cô hồn rằm tháng 7. Câu chuyện mang tên Sắc nổi dưới mưa. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Chẳng biết từ bao giờ mà tháng bảy đã được người ta gọi là tháng cô hồn thời ông bà kể lại tháng bảy là tháng diêm vương sẽ mở cửa ngục ân xá cho những vong hồn được trở về dương thế trong những ngày đó mọi người thường chuẩn bị một mâm đồ cúng một là để tránh cho những vong hồn kia quấy phá giữ gìn cuộc sống bình an của gia đình hai là để giải tội cho linh hồn giúp linh hồn không phải trải qua những gian khổ trên con đường siêu sinh vì mọi người đều nghĩ rằng trong hàng trăm hàng ngàn vong linh trở về kia cũng có cả người thân của mình. Cúng cô hồn được diễn ra trong suốt tháng 7, nhưng nhiều nơi vẫn tập trung vào buổi chiều tối ngày 14 và 15 tháng 7, vì người ta quan niệm rằng đây là thời gian những vong linh đang trên đường trở về địa ngục, nên cũng là lúc bày mâm cúng chuẩn nhất. Người xưa cũng quan niệm rằng cúng cô hồn nên cúng bằng đồ chay không nên cúng đồ mặn để tránh vong linh sinh lòng sân si tham lam bà sáu lan bỏ mớ tiền âm phủ cuối cùng vào cái thau nhôm đã cháy đen lòng quay qua vẫn chưa thấy thằng con trời đánh của mình đâu thì quay đầu hét lớn vào nhà rồi à, thằng tí nó điếc hay gì mà tao kêu năm lần bảy lượt không thấy nó ra vậy ta mày dạ dạ rồi chết ở trống rồi hả Thằng tí còn đang đánh dở ván game. Nó mò từ trong phòng ra tới cửa mà còn chưa xong. Nên mỗi lần mẹ nó gọi, nó cứ dạ dạ để đó. Mắt nó đảo tới đảo lui, hết nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn ra sân. Chỉ sợ mẹ nó đột nhiên đi vào nhìn thấy thì tối nay nó sẽ ăn đòn no bụng. Rồi à, tao kêu mày có nghe không tí? Cái giọng oanh vàng của bà Sáu Lan lại vòng đến khiến thằng tí giật mình quăng luôn điện thoại xuống đất. Cùng lúc trên màn hình, hiển thị trò chơi đã kết thúc. Nó gấp gáp chụp lấy điện thoại bỏ vào túi rồi đi nhanh ra sân. Gì mà kêu như chạy giặc vậy trời? Nó bực dọc nói. Bà Sáu bỏ cái hộp quẹt vào túi, đứng dậy giơ tay muốn quạt cho nó một phát, nói. Mốt tộc kêu mà mày cứ dạ dạ được không thấy mặt là biết tay tao nghe chưa? Tối ngày điện thoại điện thoại, trong đó có ông bà nội mày hay gì Tao đi làm về là không ngơi tay ngơi chân Mày rảnh quá trời rảnh hả Phụ dọn dẹp lẹ để còn vô cơm nước Không thì tối nay nhịn đói hết cho khỏe Thằng tí thở dài thường thượt Mẹ nó cái gì cũng tốt Nhưng bị cái miệng thì nói thôi rồi Một khi đã chửi rồi thì đừng nói vuốt mặt Tới chớp mắt còn khó hết chứ Trong lòng nó thì muốn nói lắm Nhưng nó sợ một khi mở miệng ra thì dù nó có phủ dọn dẹp hay không, thì tối nay cũng phải nhìn đói. Mỡ cháo này đổ hết hả mẹ? Tí hỏi. Không đổ thì để mày ăn à? Đổ cúng cô hồn không đó? Bà Sáu chống nảnh, cằn vọng nói. Tí nhìn cả chục chén cháo trên bàn, đổ hết thì uổng quá. Mẹ đó đi làm cả ngày, từ trưa giờ nó cũng chưa ăn gì, nên dù cho là cháo loãng thôi nó cũng thấy thèm. Nó bừng chén cháo lên Liếc nhìn xung quanh một cái Không hiểu sao tự dưng lại thấy ớn lạnh Chắc à, tại xung quanh ngoài nhà nó ra Thì chẳng có nhà nào hết Nhìn đâu cũng thấy tối om nên hơi sợ Ông bà ngoại hồi trước ngờ Cứ bảo lúc sống lãng phí đồ ăn Thì chết sẽ biến thành quỷ đói Mà giờ bỏ cả mớ như này tội chết sao mẹ Hơn nữa Cô hồn đã quỷ gì đó còn có thấy đâu Hỏng chừng à, hồi xưa ông bà mình Chỉ nói để hù tụi con nít thôi giờ ai mà tin nữa đâu Này, cái miệng cái miệng và sau đi tới tắt mạnh lên vai thằng con trợn mắt nói sáng không có nói chuyện người tối không nói chuyện ma cầm cái miệng mày dùm cái đem cháo đổ cho heo ăn heo ăn rồi thì không lãng phí được chưa cố nội tí biếu môi gom cháo lại rồi đem hết ra chuồng heo đằng sau mẹ nó đã nói cho heo ăn rồi nó có thèm cũng không thể dành với heo được Tí đi, đi ra cho heo ăn Còn bà Sáu thì đem mớ gạo muối rải ra đường Nhà ở quê thì không có san sát nhau Như nhà ở thành phố Mỗi nhà cách nhau cũng cỡ 10-20 mét Trong xóm thì nhà nào cũng nuôi gà, vịt Khá hơn một chút thì nuôi heo, bò Đợi tới Tết thì bắt mận thịt Hay khi tiền bạc khó khăn thì bắt đi bán Cũng có thể chống chọi được mấy bữa Hồi xưa bà cưới chồng về đây cũng nhà cửa xăm sắp, người tới lui cũng không tới nỗi. Mấy năm sau đó thì người ta mới bắt đầu kéo lên thành phố, ra nước ngoài làm việc. Mười người đi thì chỉ có bốn năm người về. Chỉ qua một thời gian thì trong xóm cũng chẳng còn được mấy móng. Nhà bà hồi xưa phải có hàng xóm, trái có hàng xóm, giờ nhìn đâu cũng vắng tanh, vắng hoe. Bà giáo có hết thầy ba đứa con, Hai trai một gái, chồng bà mất hồi thằng Út mới được 6 tháng, con trai cả năm trước. Bảo bà đi xịt đêm, xong tự dưng biệt tâm không thấy đâu. Ai cũng bảo là nó đá gà thiếu nợ nên bỏ trốn nhưng bà không tin. Bà đẻ nó ra nên bà hiểu nó nhất. Thằng cải nhà bà mặc dù cứng đầu, học hành không cao, lại có nhiều tật xấu. Nhưng nó hiếu thảo, nó là đứa biết rõ bà đã vất vả khổ cực như nào nên nó sẽ không bỏ bà mà đi. Bà tin nó sẽ trở về, dù bà đã chuẩn bị tinh thần là nó sẽ trở về với hình dạng gì đi chăng nữa. Đứa con gái duy nhất của bà hồi năm rồi cũng đã tổ chức xong đám cưới. Ngoài trừ chuyện của thằng cả, thì giờ trong nhà bà cũng xem như là êm ấm. Thằng út năm sau thì đại học, nó cũng đánh tiếng trước với bà là nó muốn đi làm. Bà cũng không ý kiến lo được cho nó học xong cấp 3 thì bà đã mãn nguyện lắm rồi. Bà Sáu cầm dĩa cào, hất mạnh một cái. Hất mạnh tay quá lại ném luôn cái dĩa ra đường. Bà tặc lưỡi, đột nhiên nhớ tới lời thằng con nói khi nãy, cũng cảm thấy có lý liền lẩm bẩm Mình à, ông có được Diêm Vương ở dưới cho về thì cũng ghé qua nhà một chút để tôi nhìn mặt. Hay xuống đó ông bị con ma nữ nào nó rủ quên rồi nên không thèm về nữa. Ông làm cha thì phải có trách nhiệm chứ Ông báo mộng kêu thằng Kiệt về nhà đi Cũng một năm rồi Có trốn thì cũng trốn chỉ mà lâu thế Bà lầm bẩm trong miệng Lại tự dưng thấy chắc mình nóng sảng tới nơi rồi Tám chín giờ đêm mà đứng ngoài đường nói chuyện một mình như này Nhìn giống như bị ai dựa lắm đó Ở quê thì đâu đâu cũng nghe được tiếng côn trùng kêu Tiếng gió thổi khiến lá khô bay sàn sạt trên đường mấy cành cây mỏng quạt quẹo đón gió. Cạnh nhà bà có một bụi tre lớn, gió mạnh khiến mấy cây tre cọ vào nhau, tạo thành cái thứ âm thanh kèn kẹt như đang cứa vào gan của bà vậy. Bà thở dài một hơi, khom lưng nhặt cái rĩa lên. Đột nhiên từ xa vọng đến tiếng bước chân, kèm theo âm thanh lọc cọc. Trong màn đêm đen kịt khiến bà nổi hết da gà, cổ cứng ngắc, cọc cạch quay qua nhìn thường. Vừa nhìn thoáng qua Bóng một người cao nhỏng gầy nhom lù lù đi tới Khiến bà Sáu hoàng hồn ôm ngực thở hơi lên Muốn bỏ vào nhà Nhưng cả người xã rời chẳng thể bỏ nổi Bà lắp bắp môi gọi tên con trai Tí 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 ơi tí tí Âm thanh chuyển đến Cứ lộc cộc lộc cộc lộc cộc Như dòi bỏ bò lúc nhúc trong não Khiến bà sáu muốn la không được muốn hét không xong bà có rúm người trên đất miệng lẩm bẩm nam mồ gì đà phật nam mô gì đà phật ông sáu ơi kiệt ơi thảo ơi Tí ơi bà sáu sợ đến loạn trí ngay lúc bà sắp gọi tên cả nội ngoài hai bên thì bóng người phía xa cũng đã đi tới gần ánh đèn trong sân hắt ra đủ để bà sáu nhận ra người đang đi tới không phải là cô hồn hay giả quỷ sắc mặt bà từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng vì giận mà đứng phát dậy chống nạnh cao giọng ôi trời ơi trời con thu đêm hôm đã đành còn nhằm tháng cô hồn nữa mà mày làm vậy tao yếu tim tao chết rồi sao mày đi đâu đây người được gọi là thu cầm trên tay cái chống lắc đi một bước lại lắc một cái khiến âm thanh lộc cộc cứ theo đó vọng đến theo tính của bà sáu thì chắc đã gân cổ lên trời thu không kịp vuốt mặt rồi nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của cô Nên đành nhịn xuống cái cơn tam bành của mình Thu là dâu của bà Tám Mai Được cả về đây hồi mấy năm trước Cô là giáo viên Tính tình dịu dàng biết ăn nói xử sự, sự, với ai cũng dùng thái độ vô cùng mềm mại Trong chuyện nội trợ không nói tốt nhất Nhưng cũng không chỗ nào chê được Ngoài trừ tính cách ra Thu còn có vẻ ngoài xinh đẹp Chiều cao cô nhìn hơn mọi cô gái trong vùng Mỗi khi cô mặc áo dài lên người Chính là lúc nét đẹp thướt tha của người con gái miền Tây Nam Bộ Được bộc lộ rõ nhất Thế nhưng đó là thu của một tháng trước Còn thu của hiện tại đứng trước mặt bà Sáu Mặc trên người một bộ đồ nhăn nheo Đầu tóc rối bù Chân mang dép chiếc có chiếc không Cô gấp gáp bước đi trên đường Thì thoảng dừng lại Đưa tay lắc lắc chiếc trống nhỏ mấp máy môi hướng vào khoảng tối đen như đang gọi tìm kiếm ai đó. Đến khi không nhận được câu trả lời thì mới quay đầu vội vàng đi về trước. Thù nghe có tiếng người gọi mình liền chạy nhanh tới. Một cô trắng bệch, mồ hôi trên trán lấm tấm rơi xuống. Cô, cô tay múa chân lo lắng hỏi. Ờ, bác Sáu, bác có thấy thằng Cường nhà con đâu không? Còn mới dở tay một chút, quay quả đã không thấy nó đâu rồi. Bà sáu cũng đối không khác gì thu Bà chần chừ không đáp Đưa mắt nhìn ra sau không thấy ai thì lại càng dối hơn Bà do dự hồi lâu rồi hỏi Rồi mẹ bay đâu? Không đi tìm với bay hả? Thu lắc đầu Mẹ con đi chợ chưa về Anh Mạnh thì cũng đi làm chưa về Thằng Cường nó bị gì chắc còn bị rầy chết Và chắc còn cũng không sống nổi quá Thôi con đi tìm tiếp Bà có thấy thì giữ nó lại đừng cho nó chạy đi đâu dùm con nha. Nói xong Thu nhanh chóng rời đi. Bà Sáu ở phía sau lo lắng gọi với theo. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể chơ mắt nhìn Thu. Hòa mình vào đêm tối. Kèm theo phía sau là một tiếng thở dài của bản thân. Không mất nhiều thời gian. Phía sau lại chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Nghe còn gấp gáp hơn cả tiếng bước chân của Thu khi nãy. Hai người hớt hải chạy tới không ai khác chính là mẹ chồng và chồng của Thu. Bà Sáu nhìn thấy hai người liền chạy ra đón đầu, giọng sốt sắng nói. Còn Thu nó chạy ở đằng trước đó, sao biết nó bị bệnh mà không dòm chừng cho kỹ vậy? Bà Tám nghe vậy liền kêu mạnh, nhanh chân chạy đi kéo Thu về. Bản thân bà thì đứng lại thở một cách nặng nề. Mạnh đã gấp không đợi được. Nghe bà Sáu nói xong Không đợi mẹ mình kêu Thì đã chạy thoát đi Bà Tám ở lại đập tay bồm bộp Lên thân cây bên cạnh Nhăn mày nói Khổ quá chị Sáu ơi Tôi với thằng Mạnh đang bận Dựng lại cái cửa củi đằng sau Buổi sáng nó đi làm Có ai phụ được đâu Trước khi ra đằng sau Tôi còn ngó vào phòng thấy nó nằm ngủ rồi mới đi. Ai biết rời mắt cái là nó đã chạy ra ngoài đâu. Bà sao cũng biết cái khó của người chị em trong xóm Nên cũng không có ý trách cứ gì nữa Nhớ lại thứ thù cầm trên tay hồi nãy Dường như bà đã biết được nguyên nhân tại sao cô lại đột nhiên chạy ra ngoài như vậy Nãy nó lại hỏi tôi là có thấy thằng Cường đâu không Trên tay còn cầm theo cái chống lắc nữa Bà Tám nghe vậy cũng hiểu được lý do Bà nhớ đã dọn sạch đồ của Cường rồi Không ngờ Vẫn còn sót lại mà lại xui xẻo bị thu tìm thấy nữa mới chết chứ bà sáu để ý sắc mặt của người hàng xóm rồi lên tiếng dò hỏi thế rồi cái này không có thuốc thang gì chữa được hả à bà để vậy lỡ bữa nào nó phát bệnh chạy đi thì ai biết đường đâu mà lương bà tám lắc đầu nhăn nhó khi nhớ lại lời bác sĩ nói trước đó không có thuốc thang gì chữa được hết bác sĩ nói này là bệnh về tinh thần phải để tự nó vượt qua mới được. <laughs> Thiệt tình chứ, sao một con nhỏ nó. Chữ khổ đã nằm trên mép môi rồi nhưng bà sáu vẫn không thể nói ra được. Nếu nói khổ thì là cả nhà bà tám khổ chứ đâu chỉ mình thu. Nhà bà tám hồi xưa được người ta ngưỡng mộ như thế nào, giờ người ta chỉ thấy thương mà thôi. Hai nhà đều có hoàn cảnh giống nhau, cả hai người phụ nữ đứng đầu gia đình nhưng bà sáu có ba đứa con còn bà tám chỉ có mình mạnh sau khi cha mạnh mất thì hai mẹ con chỉ có thể nương tựa vào nhau bà tám cắn răng nuôi lớn mạnh để anh được lên thành phố học đại học tổ chức cho anh cái đám cưới to nhất xóm có thể nói là làm tròn bổn phận không để cho bên nhà chồng than trách được lời nào những tưởng hai mẹ con đều đã được trọn vẹn nhưng không ngờ biến cô lớn như vậy lại đôi thẳng xuống nhà bọn họ Bà Sáu nói là Thu chỉ mới đi qua, nhưng Mạnh đã chạy hơn trăm mét mà chẳng thấy đâu. Khi nãy vì vội quá mà anh cũng chẳng đem theo đèn đuốc gì, nên cứ mò mẫm trong bóng tối. Vừa căng mắt ra tìm, vừa hét khản giọng để gọi. Mà Thu đang ở cách đó không xa dường như không hề nghe thấy tiếng chồng mình gọi. Cô chậm người dưới đám lục bình, lội sâu vào bên trong cánh đồng vắng, miệng liên tục cất tiếng gọi. Cường ơi, cường ơi con đâu rồi còn có nghe mẹ gọi không cường ơi giọng thù khàn đi rất nhiều màn đêm che giấu tốt sắc mặt tái mét của cô hai hàm răng cô vì lạnh mà đánh vào nhau cầm cập dù vậy cô vẫn không dừng lại quang cảnh xung quanh nơi đây vô cùng vắng vẻ bãi lau sậy trải rộng cao khuất đầu người đám cỏ dưới chân cao qua đầu gối thấp thoáng bên trong một căn nhà hoang sập sệ đổ nát cũng chẳng biết tại sao thu lại đi được tới đây ở đây chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là nơi đã lâu không có người đi vào một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua đám lau xầy chen chúc nhau phát ra âm thanh xào xạc thu bị gió thổi vào người hơn phân nửa cơ thể lại đang chìm trong nước khiến cô không khỏi dùng mình trong âm thanh xào xạc của lá cây Thu như nghe được tiếng gì đó khiến cô đột nhiên trở nên cực kỳ kích động. Cô đưa tay quạt nước, cô lách người qua đám lục bình để đi về phía trước. Miệng mấp máy cất lời. Mẹ đây, mẹ đây, mẹ ở đây, cửa ngôi mẹ ở đây. Tiếng quạt nước và tiếng gọi con đi ới của Thu đã được Mạnh nghe thấy. Anh đã phải rất vất vả mới len được vào tới chỗ của Thu. Trên người đều đầy vết cắt do lá sẩy và cỏ gây ra nhưng anh chẳng mảy may quan tâm anh vừa lách được khỏi bãi lau sẩy thì hình ảnh thu chìm nửa người trong nước và vẫn đang cố đi về trước đã đập ngay vào mắt anh kinh hãi hét lớn thu thu em đi đâu đấy quay lại đây thu thu bị tiếng gọi lớn của mạnh làm chứng lại cô quay đầu nhìn thấy người gọi mình là ai thì mừng ra mặt cô đưa tay vẫy vẫy về phía anh lớn tiếng nói em tìm được thằng cường rồi anh đợi em chút xíu nói xong cô lại càng thêm gấp gáp bóng người càng thêm thu nhỏ trong mắt của người đứng bên ngoài mạnh thấy vậy thì gấp như kiến trên chảo nóng càng thêm lớn tiếng thúc giục thu quay lại thằng cường không có ở đó đâu quay lại đây đi thầy thu vẫn làm như không nghe thấy Mạnh không còn cách nào đành phải đi tới chỗ cô. Hai người rằng co từ dưới nước lên tới trên bờ. Đến khi Mạnh kéo được Thu ra ngoài đường lớn, thì hai người đều đã ướt như chuột lột. Nước trên người nhỏ xuống đất, rất nhanh đã đọng lại thành vũng. Anh làm gì vậy? Anh kéo em lên thì con phải làm sao? Thu bực dọc giật người ra khỏi cánh tay như gọng kìm của Mạnh. Nhưng sức cố không thể nào so được với Mạnh giật kiểu nào cũng không thoát ra được đi về đi về với anh thằng cường ở nhà về nhà em, là em thấy nó ngay nó đang đợi em ở nhà đấy mạnh nói thù nghe vậy thì ngừng lại không dãy dụa nữa cô ngỡ vực ngước mắt hỏi lại thiệt à cường đang ở nhà hả anh mạnh hơi do dự nhưng vẫn gật đầu giọng dịu dàng nói ừ anh đưa em về nhà gặp con nhé Thu đã bị mạnh thuyết phục Lúc này tay chân cô mới cảm nhận được sự mất sức Hai chân cô buồn rùn ngồi phịch trên đường Phải nhờ mạnh nửa dìu nửa dắt Thì mới đi về trước được Đột nhiên Cô nhìn xuống đôi bàn tay trống trơn của mình Vội vàng quay đầu nói Ồ, em, em làm Em làm mất đồ chơi của con rồi Thằng Cường thích cái trống lắc đó lắm Em phải đi tìm cho nó nếu không một hồi về nó lại giận không ăn cơm cho coi Nói xong Chẳng để mạnh kịp phản ứng Thu lệ rằng tay ra chạy về phía bãi lau sậy Cao ngất ngưỡng kia Cũng may là phản ứng của mạnh tuy chậm Nhưng vẫn theo kịp tốc độ của Thu Anh nắm tay cô lại Cao giọng phản đối Tối như vậy làm sao mà tìm được Để mai Mai anh đi làm rồi mua cái khác về cho con Giờ mình về thôi em Không được Thu lại trở nên vô cùng kích động Cô lớn tiếng khẳng định chắc nịch Tính thằng Cường cứng đầu lắm Nó mà thích cái gì thì không chịu bỏ đâu Nó thích cái trống kia lắm Anh có mua mới thì nó nhìn cái cũng nhận ra ngay Để em vào trong tìm Mày nghĩ cái tính cứng đầu của thằng con anh Chắc chắn là đều kế thừa từ Thu hết Dù cô có nói vậy Thì anh vẫn giữ chặt tay cô ngăn cản không cho cô tiếp tục đi vào trong kia lần nữa đột nhiên thu lại ngừng rẫy cô chừng lớn mắt nhìn vào khoảng không đen kịt phía xa rồi nghiêng đầu hỏi anh nói thằng cường ở nhà đợi em hả ừ nó đang đợi em ở nhà mình về thôi ngày mai anh sẽ mua cái trống khác anh nói lão thu đột ngột ngắt lời của mạnh tức giận nói cường không có ở nhà nó đang ở đây Còn đang gọi em Anh không nghe thấy sao Thu vừa dứt lời Thì lại tiếp tục dãy người Lần này khi bị mạnh giữ lại Cô còn cúi đầu cắn mạnh vào tay Khiến anh không thể không buông ra Thế nhưng cô cũng chỉ mới chạy được mấy bước Đã bị anh giữ lại lần nữa Cô đã sẵn mệt mỏi Giờ lại thêm kích động Nên hơi thở phát ra vô cùng nặng nề Tựa như đã dùng hết toàn bộ sức lực Thu gạo lên trong sự bất lực con đang gọi em anh không nghe sao nó đang gọi mẹ ơi kìa buông em ra để em đi tìm con đi con không thể gọi em mày nghẹn ngào nói chẳng hết câu thôi lắc đầu quẩy quẩy vẫn tiếp tục cào lên buông em ra con đang kêu em con đang kêu em thật mà con không thể con đang kêu em thằng cường nó chết rồi thì làm sao kêu em được nữa Em còn định tự hành hạ bản thân Hành hạ mọi người tới mức nào nữa Thì em mới chịu hả Thu Mạnh dứt lời liền buông thóng tay Thu ngây đài như tượng sau những lời Mạnh nói Cô thẫn thờ Tâm trí dần trở nên mơ hồ Dường như có một thứ gì đó Vừa bị phá vỡ Một loạt cảm xúc ồ ạt kéo tới Khiến Thu không thể trụ vững được nữa Nước mắt Thu rơi xuống như mưa Cô ôm mặt ngồi sụp xuống Gào khóc trong tuyệt vọng mạnh biết mình lỡ lời nhưng anh cũng không còn đủ sự kiên nhẫn và bình tĩnh để thuận theo những hành động mất kiểm soát của thu được nữa anh ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của thu nhỏ giọng nói bên tai cô đừng khóc nữa em chúng ta vẫn còn trẻ rồi chúng ta sẽ lại có thêm những đứa con khác em đừng như vậy nữa mà anh lo cho em lắm mạnh an ủi thu nhưng cũng giống như anh đang an ủi bản thân mình vậy Vết cắn trên tay mạnh rất sâu Thu đã dùng gần như toàn bộ sức lực lúc đó Chỉ vì cô nghe được tiếng gọi của con mình Nhưng mạnh lại dừng dưng như không Vì đối với anh Dù cho là vết thương gãy chân hồi nhỏ Vết cắt sâu gần tới xương ở chân Do máy cắt sắt văng trúng đi nữa Thì cũng không thể so với nỗi đau Như xé toạc tim gan Ngày anh nhận được tin con trai anh đã chết mạnh và thu gặp nhau nhờ mai mối dù vậy cả hai vừa gặp là đã có tình cảm với nhau thêm vài lần gặp gỡ khiến cả hai càng thêm khăng khít và biết được hai người có rất nhiều điểm chung quen nhau được hơn một năm hai người đã tính toán sẽ tìm nhà ở thành phố để thuê vì công việc của thu trong khi đó mạnh vẫn luôn canh cánh trong lòng về người mẹ phải ở dưới quê một mình của anh dù ở đó có hàng xóm có bà con dòng họ Nhưng mẹ anh thì chỉ có mình anh Ai cũng không thể so với ruột thịt được Nhưng may mắn làm sao Mọi chuyện lại như duyên phận được ông trời sắp đặt sẵn Đột nhiên thu nhận được thông báo chuyển công tác Mà trường cô chuyển đến Đúng lúc này nằm ở quê của Mạnh Hai người thuận theo ý trời Ngay lập tức tổ chức đám cưới Một đám cưới nhận được muôn vàn sự chúc mừng một đám cưới có thể nói là lớn nhất trong ấp từ trước tới giờ chuyện vui chưa qua chuyện buồn lại tới gia đình thu cũng là một gia đình đơn thân cha cô sau khi tổ chức xong lễ cưới cho cô thì cũng rời đi vào mùa xuân năm đó sau đó không lâu thì thu có thai đứa bé đến giống như mang mùa xuân trong cô trở về cô cất giữ sự nhớ thương đối với người cha đã kể cạnh bên mình cả cuộc đời một lòng mong chờ sinh mệnh mới như món quà của cha cô dành tặng cho hai vợ chồng. Đứa bé sau 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ thì ra đời với sự yêu thương vô bờ của hai bên gia đình. Bà nội đặt tên cho đứa cháu đích tôn của mình là Cường, với ý nghĩa mong con có thể mạnh mẽ, kiên cường để vượt qua những thử thách trên đường đời, mở ra một tương lai tươi sáng và bình an. Thế nhưng hạnh phúc cuối cùng vẫn không thể đến được với hai vợ chồng Thu một cách trọn vẹn được. Cường đến với cuộc đời không chỉ mang theo sự yêu thương mà còn mang theo một căn bệnh không hề hiếm gặp ở trẻ. Đó là bệnh đau. Từ lúc đứa nhỏ còn nằm trong bụng thì hai vợ chồng đã có một cuộc nói chuyện kỹ càng với bác sĩ. Mặc dù được khuyên là nên bỏ vì điều đó tốt cho cả bé và cha mẹ. Nhưng có lẽ vì đó là đứa con đầu lòng của cả hai vẫn có một chút tiếc nuối Nên sau khi cân nhắc Hai người vẫn quyết định sinh đứa nhỏ ra Người mắc bệnh đau Hầu hết đều có diện mạo tương tự nhau Ngoài ra còn gặp vấn đề về thể chất và tinh thần Chỉ số thông minh nằm ở mức thấp Và chậm nói hơn so với những đứa trẻ khác Dù vậy hai vợ chồng Thu Vẫn giữ nguyên ý định sinh con Và luôn cố gắng đồng hành cùng con Trong từng giai đoạn phát triển nơi một đứa nhỏ bình thường đã khó nơi một đứa nhỏ có vấn đề về sức khỏe và trí não lại càng khó bội phần nhưng trong việc nuôi dạy con hai vợ chồng thu chưa bao giờ thể hiện sự thiếu kiên nhẫn ngược lại vì con từ khi sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi nên hai vợ chồng lại càng đặt nhiều tình yêu thương cho con đáp lại tình yêu thương của cha mẹ cường mặc dù là một đứa trẻ khiếm khuyết nhưng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện dù khó chịu cũng không quấy khóc như những đứa trẻ khác có lẽ vì là một giáo viên nên cách dạy con của thu cũng cực kỳ kiên nhẫn và tràn ngập tình thương đứa nhỏ cảm nhận được điều đó nên đã không khiến cha mẹ phải thất vọng hay lo lắng về mình thế rồi ngay lúc mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp hơn thì biến cố kinh hoàng kia đã ập lên đầu hai vợ chồng thu vẫn là một ngày nắng ấm của mùa xuân một cái tết rộn ràng vừa qua lồng đèn mai giả treo trước nhà vẫn chưa kịp tháo xuống không khí rộn ràng của một mùa sum họp vẫn chưa rời đi thu đột ngột bị sốt sốt cao dữ dội khiến trong người cô như chia thành hai cực nóng lạnh đó dường như là tín hiệu ban đầu của biến cố kia mạnh sau khi nghỉ phép ba ngày ở nhà chăm sóc vợ thì vẫn phải đi làm vì ngoài thu ra anh chính là người gánh vác kinh tế chính của gia đình thu là giáo viên mầm non nên khi có triệu chứng cảm sốt cô cũng không thể đến trường dạy học một phần vì cô rất mệt và dường như không còn sức phần còn lại là vì sức đề kháng của trẻ rất yếu nếu bị lây bệnh thì là cả một vấn đề mạnh đi làm để thu ở nhà cùng mẹ anh bà một bên vừa trông cháu vừa lo việc nội trợ trong nhà lại còn để mắt tới bệnh tình của thu Sáng hôm đó Mạnh rời nhà đi làm từ sớm Từ nhà anh đến chỗ làm mất hơn 15 phút chạy xe Thu khuya hôm qua lại tự dưng sốt trở lại Cả đêm bị cơn nóng lạnh bất thường dày vò Khiến sáng ra cô cứ mơ mơ màng màng Cả người dã rời không còn sức để làm gì hết Anh trước khi đi cũng đã dặn cô Nếu không chịu được thì gọi anh về Chở cô đi chuyển nước biển qua cái Tết này thì Cường đã được 3 tuổi. Dù là 3 tuổi nhưng so với những đứa trẻ khác thì chậm hơn phân nửa, cả về hành động lẫn trí não. Sau khi được bà nội cho ăn sáng bằng cháo thịt bằm thì Cường được đưa vào phòng của Thu. Nó ở đó ngoan ngoán tự chơi đồ chơi của mình, còn mẹ chồng Thu thì chạy xe đi chợ mua đồ về nấu cơm. Đó đều là những chuyện diễn ra thường ngày trong gia đình bọn họ. Thu dù mệt nhưng vẫn có thể chơi cùng con một chút Thậm chí cô còn thấy có lỗi Khi lại để mẹ chồng mình phải làm hết mọi việc Thế nhưng khi mẹ chồng Thu đi trở về Cổng nhà đã mở ra Mặc dù trước đó bà đã đóng lại Một dự cảm không lành khiến bà quăng cả cái xe trước cửa chạy vào trong Trong phòng Thu vì mẹ đã ngủ quên từ lúc nào Mà cửa phòng cô cũng đã bị mở ra Trong nhà, vẫn gọn gàng ngăn nắp. Điểm khác biệt duy nhất chính là không thích cường đâu cả. Thù bề mẹ chồng gọi dậy mới biết vì bản thân ngủ quên mà con trai đã đi mất thì vô cùng hoảng loạn. Cô như con thiêu thân chạy ra ngoài, mẹ chồng cũng chạy theo phía sau. Vài người hàng xóm nghe tin cũng tản ra đi tìm phụ. Tìm suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy. Ai cũng nghĩ là Cường đã bị bắt cóc vì gần đây trên truyền hình vẫn đang rầm rộ lên mấy vụ này ở quê mấy đứa nhỏ chạy rong rong ngoài đường là chuyện bình thường bởi vậy trên mấy báo đài gần đây đã đưa tin cảnh báo bọn bắt cóc đã nhắm đến trẻ con ở dưới quê nhiều hơn là trên thành phố phần vì trẻ con nông thôn không có nhiều thú vui bọn bắt cóc chỉ cần dùng một cái bánh một cái điện thoại một cái máy chơi game thông thường cũng có thể dễ dàng dụ dỗ được chúng đi theo mấy người hàng xóm càng suy diễn thì hai mẹ con thu lại càng thêm lo lắng không yên nên đã đi báo với chính quyền nhờ họ đưa người xuống giúp đỡ trong lúc mọi người đều chắc chắn rằng cường đã bị bắt cóc thì ba ngày sau khi cường biến mất một người hàng xóm sáng ra định ra mương cho ốc ăn như bình thường thì vô cùng kinh hãi khi phát hiện ra xác của cường đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước mặt mày ông ta tái xanh chạy vội đến nhà của mẹ chồng thu báo tin thu đã xin nghỉ dạy ở trường mấy ngày nay cả người cô phở phạc quẳng mắt thâm đen tay lúc nào cũng giữ chặt điện thoại vì lo sợ bản thân sẽ bỏ lỡ một tin nhắn hay cuộc gọi nào đó lúc người hàng xóm đến nhà thu đang ngồi ở hàng ba đầu tựa vách tường mắt nhìn ra cổng mẹ chồng cô thì ngồi bên cạnh, tay bưng tô cơm, hết lời khuyên bảo cô nên ăn gì đó đi. người hàng xóm chạy vào sân, cũng chẳng biết thú có nghe rõ được hết những lời ông nói hay không, chỉ biết một giây sau đó cô đã lao ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của hai người có mặt. lúc thủ chạy đến mương ốc của người hàng xóm thì đã có không ít người tụ tập ở đó. dưới mương một cái áo màu đỏ nổi bần bật trên mặt nước. Thu không suy nghĩ được gì cô nhào xuống nước Cố lội đến chỗ kia Trong miệng liên tục lẩm bẩm Không phải đâu Không phải đâu Nhưng chỉ vài phút sau đó Một tiếng cào thét dữ dội vọng ra khắp cả khu Tiếng hét lớn tới mức Khiến những người đứng đó Đều bị ù tai Cái mương ốc nơi cường chết đuối Chỉ cách nhà thu chưa tới 200 mét Trên mặt nước thả đầy lục bình nên từ trên nhìn xuống cũng chỉ thấy màu xanh của lục bình và màu đen của hàng trăm, hàng ngàn con ốc xen lẫn vào nhau. Và lại từ ban đầu, mọi người cũng ý y cho rằng Cường thật sự bị bắt cóc. Cũng vì vậy mà chẳng ai nghĩ rằng đứa nhỏ có thể gặp nạn ở gần nhà như vậy. Lúc Mạnh nhận được tin anh như chết đứng tại chỗ, mấy bữa nay anh cũng nghĩ là con trai bị bắt cóc mà đi hỏi mượn tiền khắp nơi để thủ sẵn không ngờ được rằng thứ anh nhận được không phải là cuộc gọi tống tiền của bọn bắt cóc hay buôn người mà là cuộc gọi báo tử từ chính gia đình của anh sau chuyện đó thu như biến thành một người khác cô như người vừa tỉnh dậy sau cơn mê cô chối bỏ hiện tại cô chỉ ghi nhớ những gì bản thân muốn nhớ cô hoàn toàn quên mất chuyện cường đã chết trong trí nhớ của cô buổi sáng hôm đó chồng cô đi làm mẹ chồng cô đi chợ còn con trai cô chỉ đi ra ngoài chơi mà thôi cô có ngủ quên vì mệt nhưng sau khi giật mình tỉnh dậy đã chạy đi tìm con và đưa con về nhà cũng vì vậy mà mỗi lần thu thức dậy cô sẽ tự động chạy ra ngoài như một phản xạ có điều kiện hoặc là khi nhìn thấy thứ gì đó của cường cô cũng sẽ trở nên kích động mà chạy ra ngoài có lần thu chạy ra ngoài vì nghĩ rằng cường đang gọi mình mà đã nhảy xuống một mương sâu. Cũng may là đúng lúc có người đi ngang nhìn thấy, nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Từ lúc đó, hai mẹ con Mạnh không dám lơ mắt khỏi Thu, thậm chí có lúc còn phải cưỡng chế nhốt cô vào phòng, rồi mới dám đi ra ngoài. Hai người cũng đã đưa cô đến bệnh viện, nhưng bác sĩ ở đó nói không có thuốc nào có thể trị khỏi cả, tất cả đều nằm ở vấn đề tâm lý. Vì thu nghĩ rằng do cô ngủ quên nên con trai mới chạy được ra ngoài Sau đó mới bị đuối nước chết Cũng do cô tin tưởng Và mấy lời suy đoán rằng Cường bị bắt cóc Nên mới không tiếp tục tìm kiếm Mà ngồi yên ở nhà chờ đợi Tất cả đều là lỗi của cô Tại cô mà con trai mới chết Sâu trong đầu Thu luôn nghĩ như vậy Cho nên cô càng ngày càng trở nên mất trí Có lúc còn tự làm hại mình Vì không chịu được sự giằng vặt đợi mạnh đưa được thu trở về nhà thì đã gần 10 giờ bà tám nhìn thấy hai vợ chồng cả người ướt mem thì vô cùng lo lắng một bên chạy đi nấu nước nóng một bên thúc giục hai người mau thay đồ ướt ra khác với sự chống đối khi nãy thu từ khi về nhà thì rất nghe lời cô thay đồ ướt trên người ra mẹ mạnh đưa cho cô một ly sữa nóng cô cũng rất nghe lời uống hết sau đó thì lên giường nằm ngủ Mạnh nhìn người vợ vô cùng xuất sắc của mình Giờ như một đứa trẻ làm sai chuyện thì không kìm được nước mắt Có đêm anh chằn chọc không ngủ được Anh cứ gác tay lên trán tự hỏi Suốt cuộc là bản thân đã làm chuyện gì sai trái Mà lại gặp phải những chuyện như thế này Dù đã 10 giờ đêm Nhưng Mạnh sau đó vẫn chạy đi gõ cửa tiệm tạp hóa Tìm mua trống lắc cho thu Anh chỉ sợ buổi sáng cô thức dậy không tìm thấy Thì lại chạy ra ngoài Chạy đông chảy tây cả đêm khiến mạnh cũng mệt lạ người. Vừa đặt lưng xuống giường không bao lâu thì ngủ say đến không biết trời trăng gì hết. Ở quê điều tuyệt vời nhất chính là sự yên tĩnh. Nhưng đôi khi sự yên tĩnh quá mức khiến con người ta cảm thấy run sợ, giống như bình yên trước cơn rông vậy. Trong màn đêm thăm thẳm, ánh sáng từ trong nhà hát ra sân, phản chiếu vài hình bóng lay lắt, giống như những bóng ma đang bỏ trườn trên đất một giờ sáng cửa phòng ngủ của hai vợ chồng thu mở ra thu từ bên trong đi ra trước khi khép cửa còn quay đầu nhìn mạnh vẫn đang ngủ say mà không hề hay biết bên cạnh mình đã không còn ai cô cầm trên tay cái trống lắc trên mặt không giấu được nụ cười vui vẻ chậm rãi đi ra ngoài nhà chồng thu vẫn đang trong quá trình sửa sang lại chuyện của cường xảy ra quá đột ngột khiến mọi kế hoạch bị đổ vỡ ngoại trừ nhà trên ra thì nhà dưới và khu bếp vẫn còn y nguyên thời ông bà còn sống từ cửa bếp nhìn ra là một sàn nước bên cạnh còn có một cái ao cá nhỏ được mạnh mua cá về thả phòng khi muốn ăn thì không cần chạy ra tới chợ cạnh ao đặt hơn chục cái thùng xốp bên trong là rau cải đủ loại do tự tay thu và mẹ chồng gieo giống chăm sóc có thể nói nếu cường không xảy ra chuyện cuộc sống của một nhà bốn người bọn họ có thể nói là hoàn hảo đến mức khiến người ta vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh tị thù đứng ở chỗ sàn nước hồi lâu phía xa chuyển tới tiếng xào xạc khiến nụ cười trên má cô càng thêm rạng rỡ do bấn tiếp tục thổi có thể do xung quanh quá yên tĩnh nên thù có thể nghe rõ tiếng lá cây lắc lư sàn sạt nhưng bóng đen in trên nền đất cách cô vài bước chân vẫn bất động trong không khí mơ hồ truyền tới thanh âm nức nở nho nhỏ kèm theo đó là tiếng nước lẹp bẹp mỗi khi bóng đen chuyển động thu đưa cái trống lắc ra trước mặt khe lắc mấy cái tiếng lộc cộc nghe vô cùng vui tay lập tức phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm trong con người của thu phản chiếu ra một đôi mắt đục ngầu vô hồn cô mỉm cười nhỏ giọng nói cường cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi mọi thứ như trở lại bình thường từ cái đêm thu chạy vào khu hang vắng kia cô không còn kích động chạy ra ngoài cũng không ôm mặt khóc nức nở mỗi khi vô tình nhìn thấy đồ vật của cường nữa tinh thần thu cũng ổn định hơn rất nhiều thậm chí sáng hôm sau cô còn phụ mẹ mạnh nấu đồ ăn sáng sau đó ra ngoài quét sân tưới rau chiều hôm đó lúc ăn cơm cô cũng bày tỏ sức khỏe của mình đã ổn định nên muốn đi làm lại sợ nghỉ quá lâu sẽ ảnh hưởng đến học sinh. Dù vậy, nhà trường vẫn cảm thấy không yên tâm, nên đã khéo léo để nghị thu nên ở nhà thêm một thời gian nữa. Thu có hơi buồn, nhưng sau đó vẫn lập tức lấy lại tinh thần. Mỗi ngày cô đều cùng mẹ chồng nấu ăn, dọn dẹp, không còn áp lực trong công việc, nên cả người lúc nào cũng trong tâm trạng rất thoải mái. Thế nhưng không biết có phải do mảnh nghĩ nhiều hay không, anh cứ cảm thấy Thu có gì đó khang khác. Mặc dù tinh thần cô trông có vẻ rất bình thường, còn có phần tốt hơn lúc trước. Thế nhưng vẻ ngoài của cô thì không thể hiện như vậy. Ngày đầu tiên thì không có vẻ gì. Đến ngày thứ hai, thứ ba thì sự mệt mỏi trên gương mặt cô càng hiện rõ hơn. Thế nhưng khi được mạnh hỏi thăm thì Thu lại nói bản thân rất khỏe. Cũng không cảm thấy mệt mỏi hay đau nhức chỗ nào hết. Đơn cử như chiều hôm nay. Mạnh tan làm về thì xách đồ đi tắm Mẹ anh ở ngoài quét sân Còn Thu thì ở trong bếp nấu cơm như mọi ngày Tiếng đổ vỡ khiến Mạnh vừa ra khỏi phòng tắm Giật mình chạy xuống bếp Vừa tới nơi Anh nhìn thấy dưới chân Thu đầy mảnh vỡ của chén dĩa Anh liếc nhìn qua bên bàn Thì thấy đồ ăn đã được dọn lên hết Mấy cái chén dĩa này Là cô vừa lấy trên kệ xuống Nhưng vì bất cẩn nên đã làm vỡ hết Thu chống tay lên kệ bếp, đứng bất động hồi lâu. Cô lắc lắc đầu rồi lấy tay xoa xoa thái dương. Một lúc lâu sau mới cười ngượng nhìn anh, lúng túng nói. Tự dưng em giật mình một cái. Anh đừng vào, để em lấy chổi quét cái đá. Mày nghe vậy thì lên tiếng cản lại. Thôi, em cứ đứng đó đi, để anh quét cho. Coi chừng đạp trúng miệng chảy máu đó. Thu nghe vậy thì cũng không động đậy nhìn mạnh đi ra ngoài, cô lại đưa tay lên xoa xoa thái dương. Một phút trước cô vừa cầm chén từ trong kệ ra thì trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Thái dương cô giật mạnh mấy cái giống như có thứ gì đó muốn đâm thủng ra chui ra ngoài vậy. Cô chớp chớp mắt, hình ảnh trước mắt chồng lấp lên nhau, không gian còng vẹo như bị nung chảy. Cô còn tưởng mình sắp ngất xỉu rồi, nhưng sau khi đứng lại một hồi thì lại không sao nữa mảnh quét sạch mảnh vỡ trên sàn xong mới để thu đi lại bình thường anh cất đồ rồi quay lại kiểm tra xem cô có làm sao không anh cúi người kiểm tra chân của cô lúc này anh mới nhận ra cô đã ốm đi rất nhiều hai chân trông chẳng khác gì que củi khô xương cổ chân cộng lên thấy rõ anh không nhìn được lên tiếng nói em thấy trong người có sao không hình như em sụp cân rồi xương lồi cả lên mấy nay ăn uống không được hả em? Thu lắc đầu. Đâu có, em ăn ngon ngủ ngon, đâu có bị gì đâu. Tại em mình dây nên anh nhìn thấy vậy chứ em khỏe ra hả? Có gì thì phải nói anh liền nghe. Mạnh nghiêm giọng dặn dò. Thu cười cười nhìn anh. Sau đó cô phải đảm bảo trăm phần trăm là sẽ nói cho anh nghe mọi chuyện thì anh mới chịu buông tha cho cô buổi tối như bình thường thì một nhà ba người sẽ cùng nhau xem phim là một bộ phim tình cảm gia đình hiện tại đang hồi cao trào tiểu tam trà xanh mẹ chồng nàng dâu đều đã lộ ra bộ mặt thật khán giả mỗi ngày đều mong ngóng thời gian này hồi hộp chờ xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thế nhưng tối nay đã có chuyện ngoài ý muốn cắt ngang sinh hoạt thường nhật của ba người ăn xong cơm chiều thu vừa mới tắm xong ra ngoài thì thấy bà sáu đang nắm tay một người đàn bà ăn mặc sang trọng cười hớn hở đi vào trong sân thu cũng nhanh chóng đi ra cùng mẹ đón khách bà sáu giới thiệu với thu người đi cùng mình là bà xui của bà cũng là mẹ chồng của thảo nhìn từ cách ăn mặc đến trang sức đeo trên người có thể thấy xuất thân của bà xui này cũng thuộc dạng khá giả không biết có phải vì như vậy hay không mà cách nói chuyện của bà ta câu nào câu nấy cũng đều mang hàm ý để người khác xuống chân giống như khi biết chuyện con trai của thu không may qua đời hơn nữa đứa nhỏ còn là một bệnh nhân đau bà ta không hề để ý đến sự có mặt của thu mà thẳng thắn nói tôi không có ý gì tính tôi thẳng nên nói chuyện đôi khi dễ bị mít lòng chỉ với cháu đừng để bụng chưa tôi thấy đứa nhỏ kia như vậy cũng không phải xấu Hai chị thử nghĩ coi Con là máu mủ thì ai không thương Thương con thì đương nhiên là muốn con được sống khỏe mạnh Được lớn lên bình an Có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy phải không Nói đoạn bà hắng giọng Cầm ly nước lên uống một hơi để thông giọng Thấy không ai lên tiếng liền nói tiếp Đứa nhỏ bình thường muốn có cuộc sống vậy là đã khó lắm rồi Huống chi thằng kia còn mang bệnh trong người Còn nít bây giờ không có ngây thơ như tụi mình hồi đó ông trường đứa nhỏ còn bị bắt nạt tẩy chay tới đó thì tội lắm mà cha mẹ nó giờ còn khỏe lo được cho nó chứ mốt hai đứa nó sáu mươi bảy mươi rồi thì làm sao cũng đâu thể lo suốt đời nữa tới đó cái nó thành gánh nặng cho gia đình rồi còn cho xã hội nữa hai đứa còn trẻ măng đợi thư thả rồi kiếm thêm một hai đứa cũng đâu có nhảm nhỏ gì con gái thấy bác nói đúng không thủ mặt như chát keo không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý Những lúc cúi xuống trong mắt cô rõ ràng Ánh lên một tia hung ác Đêm khuya kéo đến nhanh Mạnh đã ngủ được một giấc bóng bật người dậy Vì âm thanh vừa lạ vừa quen Ba tiếng như vậy lặp lại ba lần Sau đó thì không nghe thấy nữa Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nghe được tiếng này Mấy ngày trước anh cũng nghe được nhưng phần nghĩ mình vẫn còn mơ ngủ nên nghe lầm phần bị quá mệt nên bất giác bỏ ra sau đầu hôm nay anh đi ngủ sớm cũng không phải vì anh mệt mỏi gì mà vì thấy mấy người phụ nữ tụ lại nói chuyện anh ở đó cũng không chen miệng vào được nên chỉ đi ra chào hỏi một tiếng rồi đi vào phòng cũng hên cho bà xui kia nếu để mạnh nghe được mấy lời bà nói thì chắc chắn tối nay sẽ có chuyện lớn xảy ra đương nhiên anh sẽ không cười cho qua như thu rồi. Nằm bấm điện thoại một hồi thì Mạnh lại ngủ quên mất. Chưa chi đã ngủ được một giấc nên giờ cũng coi như là tỉnh táo. Vì vậy mà anh cũng không làm lơ tiếng lộc cọc kia được nữa. Đó là tiếng trống lắc. Mạnh quay đầu nhìn qua bên cạnh, chỗ thu nằm giờ trống rỗng. Anh đưa tay sở thử thấy vẫn còn ấm, chứng tỏ cô cũng chỉ mới rời khỏi mà thôi. Anh lần mò tìm điện thoại mở ra xem thì thấy mới chỉ một giờ sáng nghĩ bụng không lẽ thu lại nhớ đến cường nên mới nửa đêm không ngủ mà ra ngoài ôm đồ chơi của con lo sợ cô lại chạy ra ngoài anh lập tức ngồi dậy đi ra xem thử vì sợ đánh thức mẹ mình nên anh cũng không bật đèn cứ dỏ dẫm trong bóng tối đi từ trong phòng ra đằng trước nhìn trong sân cũng không thấy ai nên anh đi thẳng xuống nhà bếp đi tới gần nhà bếp mạnh nghe được bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của thu anh nghĩ bụng không biết giờ này rồi mà cô còn nói chuyện với ai nữa con đừng buồn dù con bị bệnh thì mẹ vẫn yêu thương con không ai có thể thay thế được con trong lòng mẹ con còn đói bụng nữa không cường của mẹ phải ăn no để mau lớn nhé mạnh càng nghe càng thấy lạ anh thò đầu vào trong nhìn thấy thu đang quay lưng về phía mình Tay của cô cử động như đang vuốt ve đầu ai đó Trong lòng anh dấy lên cảm giác sợ hãi Ngờ vực thấp giọng gọi Thu, em nói chuyện với ai vậy? Một thứ gì đó với tốc độ cực nhanh xoẹt qua người mạnh Chạy biến ra ngoài Chỉ trong một khoảnh khắc Một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi Khiến dạ dày anh sôi lên ủng ục Cảm giác nôn ói tràn tới cổ họng Nhưng sau đó toàn bộ cơ thể anh như bị đông cứng khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh như dao của thu cô nhìn anh chẳng khác gì một loài sâu bọ gớm ghét anh có cảm giác nếu hiện tại cô có cầm dao tới cửa ngang cổ hỏng anh âu cũng là chuyện thường tình anh lắp bắp môi kêu thêm lần nữa thu, thu, thu em sao vậy tiếng kêu lần này của anh đã khiến cô sực tỉnh cô ngơ ngác nhìn quanh thấy anh đứng đó liền ngờ vực hỏi Trời còn tối hù sao anh không đi ngủ Đứng đó làm gì Anh cứng họng không biết phải đáp thế nào Câu này không phải nên là anh nói sao Không để mạnh trả lời Thu đã đứng dậy Lướt qua người anh đi thẳng về phòng Từ đầu tới cuối cũng không thắc mắc Tại sao bản thân lại có mặt ở đây Giống như người vừa nãy đang nói chuyện với không khí Người vừa nãy nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm Không phải là cô vậy Thu về phòng còn mạnh thì quay vào phòng bếp bật đèn lên Anh cúi đầu nhìn Ở chỗ Thu ngồi khi nãy đọng lại một vũng nước màu đen Nhìn kỹ còn có thể thấy được bên trong vũng nước Có không ít xìn và rêu trộn lẫn vào nhau Vệt nước kéo dài từ cửa vào tới tận chỗ anh đang đứng Anh còn tìm thấy vài cái chân nhang được com vào một góc nhỏ Mạnh hết nhìn dưới chân lại nhìn ra cửa Nhớ đến sự khang khác mà anh cảm nhận được từ Thu anh không thể bỏ qua được suy nghĩ rằng Thu đang bị thứ gì đó bám theo. Thật ra bãi lau xảy mà Thu đi vào mấy ngày trước, năm năm trở lại đây đã trở thành cấm địa ở vùng này. Người lớn hay gian đen lớp trẻ trong nhà không được đi tới đó, đặc biệt là vào ban đêm. Người ta nói đó là vùng đất bị ma quỷ chiếm giữ. Người đi vào đó nhất định sẽ bị ma quỷ bám lên người. Trong bãi lau xảy kia có một căn nhà xưa là nhà của một cặp cha con người cha là phận gà chống nuôi con đứa con dù thiếu đi tình thương của mẹ nhưng lại rất hiếu thuận lớn lên cũng là một người rất ngoan ngoãn và tốt bụng người con trai sau đó cưới được một cô vợ xinh đẹp nhưng chỉ hai năm sau thì người vợ đột nhiên bỏ đi không rõ nguyên nhân hàng xóm sống gần đó đồn rằng trước ngày cô gái bỏ đi họ đã nghe trong nhà cái nhau một trận ầm ĩ nghe đâu là về chuyện tiền bạc cô gái chê gia đình chàng trai nghèo không lo được cho cô ta nên mới bỏ đi nhiều người trách cô gái là kẻ tham phú phụ bần rõ ràng trước khi cưới đã biết rõ hoàn cảnh gia đình chàng trai rồi nhưng sau đó vẫn lấy cái cớ này để bỏ đi ai cũng thấy thương cảm cho người con trai nhưng cũng thấy may cho anh nếu phải ở cùng người vợ suốt ngày chỉ biết tới tiền thì chưa chắc có thể hạnh phúc được dài lâu Biết chàng trai là người thật thà chăm chỉ Nên sau đó cũng có không ít người đến mai mối Muốn gả con gái mình cho anh Nhưng có lẽ bị cú sốc từ người vợ cũ Mà anh luôn khéo léo từ chối Rồi đến một ngày Sáng sớm gả còn chưa kịp cái Người cha hớt hải chạy ra đường Là hét thảm thiết gọi người cầu cứu Lúc mọi người nghe tin chạy đến Thì thấy được một cảnh tượng vô cùng hãi hùng Không biết vì lý do gì mà người con trai đã dùng lưới hái cắt cổ, vết cắt sâu đến mức gần như cắt lìa cổ của mình. Điều đáng sợ nhất ở đây chính là vết cắt sâu kia, chính là do người con trai tự mình cắt ra. Hơn nữa không chỉ một mà là hai vết, chứng tỏ lúc đó cậu ta đã thật sự rất muốn chết. Người con trai cắt cổ ở dưới sàn, trong khi người cha thì vẫn nằm ngủ trên phạm. Khoảng cách hai người không tới ba bước chân, nhưng ông lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh rên la nào chuyện lớn như vậy giống như một mồi lửa bỏ vào đống cỏ khô chẳng mấy chốc đã bị đồn đến hang cùng ngõ hẹp mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao nguyên do khiến người con trai lại chọn cách kết thúc cuộc sống một cách tàn nhẫn và đau đớn như vậy thậm chí có người còn nói chuyện kia là do người cha trong lúc say xỉn làm ra vì ông ta mỗi khi có rượu vào thì lại bộc lộ bản tính bạo lực lưu manh và ông hồi xưa cũng bị ông đánh thập tự nhất sinh mấy lần đơn giản vì họ nghĩ sẽ không có chuyện ai đó tự cắt cổ mình mà lại im re không hó hé lời nào dù là tự tử thì theo phản xạ cơ thể cậu vẫn phải cảm thấy đau mà kêu lên vài tiếng câu chuyện càng đi xa hơn khi nhiều người bắt đầu loan tin về hồn ma ẩn hiện trong căn nhà mỗi khi họ vô tình đi ngang tiếng cào thét kêu la của một người đàn ông như có oan khuất trong lòng. Thậm chí có không ít người còn kể lại rằng họ đã nhìn thấy cảnh tượng người con trai tự cắt lìa đầu. Nhưng trước mắt cái thì thấy bản thân đang tự bóc cổ mình, khiến họ sợ đến tái xanh mặt mày. Nguyên nhân phía sau cái chết thảm khốc của người con trai chưa được làm rõ, thì không lâu sau đó người cha cũng qua đời vì bạo bệnh. Căn nhà của họ cũng trở thành nhà hoang, cả một khu vực rộng lớn không có ngôi mộ nào nhưng lại trông như khu nghĩa địa chẳng ai dám bén mảng tới. Sau khi kéo thu về từ chỗ đồng hoang kia, thì Mạnh vẫn luôn để mắt tới cô. Ban đầu anh chỉ cho rằng cô đang giả vờ để anh yên tâm. Nhưng chuyện vừa xảy ra khiến anh có suy nghĩ hoàn toàn khác. Có lẽ cô đã bị thứ gì đó ám lên người. Sáng hôm sau, Mạnh như thường ngày đúng giờ chạy xe đi làm. Nhưng châu anh đến không phải là công ty mà là nhà của một thầy cúng thầy cúng này tên ngữ hồi cha mạnh còn sống hai bên nhà thường qua lại nên rất thân thiết sau này cha mạnh mất thi thoảng trong nhà có dỗ quại hay cúng kiến gì thì mẹ mạnh cũng kêu anh qua đón ông sang khấn vái giúp thầy ngữ ngoài việc cúng bái còn giúp giải tà cũng vì chuyện này nên một số người còn gọi ông là thầy pháp hay thầy bùa thầy ngữ làm việc rất có quy tắc cúng bái thì không sao chứ riêng việc trừ tà hay giải bùa thì không bao giờ tùy tiện nhận làm ông chỉ giúp những người hiền lành bị kẻ xấu yểm bùa quấy phá còn đối với người xấu bụng thì ông xem như gieo nhận nào gặt quả nấy nhắc đến mấy chuyện tâm linh này mạnh cũng không biết đi tìm ai ngoài ông chạy qua tới đây cũng chỉ mong ông sẽ niệm tình là chỗ quen biết mà ra tay giúp đỡ lúc mạnh đến thầy ngữ đang ở trong sân tưới cây Vừa bước vào sân, mùi nhang khói nghi ngút khiến anh bất giác bình tĩnh hơn rất nhiều. Sự thật là, người đến tìm thầy ngữ, thăm hỏi là một, nhờ giúp đỗ là mười. Cho nên, khi nhìn thấy mảnh mặt căng như dây đàn từ trên xe bước xuống, thì ông đã ngầm hiểu được là trong nhà anh đã có chuyện xảy ra. Vì bản thân mạnh cũng không chắc chắn chuyện gì, nên sáng ra anh chạy tới chỗ thầy ngữ chủ yếu là muốn xem ông sẽ nói gì cũng như xin lời khuyên từ ông. Sau khi nói chuyện với thầy ngữ cả một buổi sáng thì tâm trạng của anh cũng đỡ hơn rất nhiều, ít nhất là không còn sợ bóng sợ gió như lúc tối. Anh ở lại chỗ thầy ngữ đến trưa thì chạy tới chỗ làm để làm nốt ca chiều, hết giờ làm thì trở về nhà. Từ hành động đến lời nói đều giống như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Buổi tối nhà không có khách nên ba mẹ con cùng nhau xem tivi rồi về phòng ngủ. Mạnh nằm trên giường Nhìn như đang bấm điện thoại Nhưng lại lén lút quan sát thu Từ lúc cô đi vào phòng Đến lúc lên giường nằm xuống cạnh anh Mạnh đảo mắt nhìn lên cánh cửa phòng Trông như thuận miệng Mà lên tiếng hỏi Trong người em có thấy khó chịu ở đâu không? Thu không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy Nhưng cũng mỉm cười đáp lại à, Dạ không Em thấy bình thường mà Em không có cảm giác dùng mình hoa mắt chóng mặt hay thấy sợ sao? Thu nhăn mày nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. Hôm nay anh làm sao vậy? Em để ý là từ chiều anh cứ nhìn em chằm chằm ấy. Anh đã làm gì rồi hả? Mạnh trột dạ lắc đầu quẩy quẩy. Ờ, làm gì có? Anh có làm gì đâu? Anh chỉ hỏi vậy thôi. Càng giải thích lại càng thấy lạ. Thu lẩm bẩm trong miệng rồi quay lưng về phía Mạnh, nhắm mắt đi ngủ. Mạnh thở dài khe khẽ, không phải chỉ có Thu thấy lạ, mà tới anh cũng cảm thấy lạ. Buổi trưa lúc đòi khỏi nhà thầy ngữ, ông đã đưa cho anh ba bức tranh vẽ môn thần. Hai bức vẽ hai vị tướng tần thúc bảo và ớt chỉ cung. Bức còn lại là tranh vẽ của Trung Quỷ. Buổi chiều đi làm về, nhận lúc Thu đang nấu cơm trong bếp, anh đã lén dán hai tranh lên cửa. Riêng tranh vẽ trung quỷ thì dán ở cửa phòng ngủ. Theo lời thầy ngữ nói, dán môn thần ở cửa sẽ chấn giữ không cho những linh hồn hay ma quỷ vất vượng xâm nhập vào nhà. Thế nhưng Thu, người bị cho là bị vong hồn ám lên người, chẳng những không sợ hãi, mà dường như còn không nhận ra những bức tranh vẽ được dán trên cửa. Điều đó khiến Mạnh cảm thấy nửa lo, nửa sợ vì không biết có phải do vong hồn kia quá mạnh nên đến cả môn thần cũng không khiến nó sợ hãi hay không. Hoặc là mọi chuyện chỉ là do anh hiểu lầm rồi tự suy diễn mà thôi. Tối hôm đó Mạnh không thể nào ngủ được vì mãi bận suy nghĩ về chuyện của Thu. Anh cứ chằn trọc cho đến khi vị trí bên cạnh khẽ cử động khiến chiếc giường cố phát ra âm thanh kèn kẹt, kẹt. Dù vậy, anh vẫn vờ như đang ngủ say cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại thì anh mới mở mắt ngồi dậy. Trong bóng tối, Mạnh ngồi trên giường, anh lẩm bẩm đếm thời gian trong miệng. Không mất nhiều thời gian bên ngoài, liền chuyển đến tiếng lộc cộc quen thuộc. Mạnh bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Anh chọn cho mình một chỗ ẩn nấp tốt, đủ để anh nhìn thấy rõ nếu như có ai hoặc thứ gì đó đi vào nhà. Giống như ngày hôm qua, tiếng lộc cộc lặp lại ba lần rồi dừng mạnh đoán đó là cách để thu gọi thứ kia đến và không để mạnh phải chờ lâu gió thổi đến mang theo thứ mùi tanh tưởi nồng nặc một bóng đen xuất hiện từ trong màn đêm đen kịt bóng đen chầm chậm tiến đến giữa sân lúc này mạnh đã có thể nhìn được đại khái hình dáng của nó nó xuất hiện với tư thế tứ chi đều nằm trên đất nó di chuyển vô cùng chậm chạp theo mỗi cử động bên tay mạnh lại chuyển tới âm thanh nẹp bẹp nhớt tai cả cơ thể nó phủ lên một màu trắng bợt bạt mái tóc trên đầu như rong rêu nằm dưới đáy sông trên người nó vươn lại vài mảnh vải mục nát bị kéo lê trên đất tạo thành một vệt nước dài kéo theo phía sau nó bỏ tới giữa sân thì khựng lại đôi mắt sáng hoác của nó nhìn quanh rồi dừng lại đúng chỗ mạnh đang nấp khiến tim anh như chững lại Nỗi sợ ập đến đột ngột khiến anh vô thức co rúm người lại. Mạnh cảm nhận được thứ kia đang nhìn anh chầm chằm, khiến anh không dám nhúc nhích. Anh đưa mắt nhìn quanh, trong lòng tính toán, nếu thứ kia tiến về phía này thì anh phải chạy đi đâu. Thế nhưng ngay lúc đó, tiếng lộc cộc quen thuộc đã xuất hiện. Mạnh lấy hết can đảm ló đầu ra nhìn. Anh thấy Thu từ trong nhà bếp đi ra, trên tay cầm theo cái trống lắc chậm chậm tiến đến gần thứ kia. Môi mảnh run run không thốt nên lời, trong đầu anh xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Thứ kia tại sao lại bám theo Thu? Nó theo Thu từ bãi sậy kia sao? Hay là nó muốn gì từ Thu đây? "Cường, mẹ ở đây, sao mẹ kêu mà con không đến? Con giận mẹ sao?" Thứ kia thấy Thu đi tới gần liền phát ra âm thanh gầm gừ nơi cổ họng, ý muốn cô tránh ra xa. Đồng thời tứ chi cũng lùi lại phía sau, cách Thu một khoảng khá xa thu thoáng giật mình trên mặt lộ rõ nét mặt buồn thương mặt cổ ngấn lệ lên tiếng hỏi con sao vậy cường con không nhận ra mẹ sao thư kia cúi đầu móng tay sắc nhọn của nó cào mạnh xuống đất tạo thành âm thanh kẹt kẹt chói tai trong miệng nó phát ra âm thanh xì xì như một miếng vải thấm đẫm nước đang bị người ta ra sức dẫm đạp tất cả những điều đó đều thể hiện rõ nó đang rất khó chịu mẹ còn đau Mẹ Mạnh không thể nghe gì ngoài tiếng xì xì kia Nhưng vào tay Thu Lại là tiếng than khóc đau đớn của con trai Thu đưa mắt giáo giác nhìn quanh Ánh mắt cô dừng lại trên cánh cửa nhà Đó là nơi Mạnh đã dán hình hai vị môn thần lên Ánh mắt cô hẳn lên tia giận dữ Cô đi nhanh tới trước cửa không chút do dự Xé toạc hai bức tranh vẽ xuống Móng tay cô cào mạnh lên cánh cửa gỗ Tiếng động lớn chuyển tới đánh thức mẹ mạnh đang ngủ trong phòng Bà mở cửa đi ra ngoài Đồng thời vươn tay mở đèn lên Ánh sáng bừng đột ngột ập đến Khiến mạnh sợ hết hồn nhìn ra sân Thứ ngoài sân ngay lúc đèn sáng đã biến mất Thu dây trước như bị trúng tà Đột nhiên tỉnh táo lại Ngơ ngác nhìn quanh không biết tại sao mình lại đứng ở đây Cô đưa hai bàn tay lên trước mặt Móng tay đã bị cào nát cảm giác đau đớn dâm dị trên đầu móng tay Nói cho cô biết bản thân không phải đang nằm mơ Mẹ chồng Thu vẫn chưa hiểu gì Nên cứ đứng yên tại chỗ Thứ kia đã biến mất nên Mạnh nhanh chóng chạy ra chỗ Thu Cô đang hoang mang nhìn thấy Mạnh Như nhìn thấy phao cứu sinh giữa biển vắng Cô cố ép bản thân bình tĩnh lại Cầu cứu Mạnh Em... em, em làm sao vậy? Sao lại ở đây? Em... em... Mạnh không biết phải giải thích như nào nên chỉ có thể ôm cô vào lòng mà an ủi. Mẹ anh đi ra sau đó cũng không hiểu chuyện gì. Thấy anh đánh mắt, liền tự hiểu mà không lên tiếng hỏi nữa. Mạnh đưa Thu về phòng, dỗ cho cô ngủ. Sau đó đi ra ngoài nhìn vào cánh cửa nhà bằng gỗ, giờ đã răng đầy vết xước. Một cơn gió đêm đúng lúc thổi qua gáy mạnh khiến anh thoáng dùng mình. Màn đêm đen bên ngoài vô cùng phóng khoáng, mà vươn mình che giấu vô số thứ. Mạnh từ khi sinh ra đã ở vùng đất này, từng mét đất ở đây đều là bạn của anh, thậm chí có nửa đêm. Có đi giữa đồng, bước qua những ngôi mộ, thì anh vẫn không cảm thấy sợ hãi. Nhưng sau những gì đã chứng kiến vừa rồi, lại thêm đang đứng giữa không gian tĩnh lặng chưa từng có. Sự lạnh lẽo đến giận người đang chậm chậm lan dần từ lòng bàn chân dọc lên sóng lưng của anh. Mạnh như bị thứ gì đuổi theo Nhanh tay đóng cửa lại đi vào phòng Thu đã ngủ Nhưng anh thì vẫn chẳng chọc Dù cho cơ thể mệt dã rời Nhưng anh vẫn không thể ngủ được Thu thức dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu Cô nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ hơn Mà vô cùng hoang mang Không biết tại sao bản thân Lại ngủ đến không biết trời trăng gì như vậy Thu vội vàng ngồi dậy Mẹ Mạnh rất thương cô nên sẽ không có chuyện mắng chửi nếu cô dậy muộn hay không chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Nhưng với bổn phận của một người làm dâu thì những chuyện này cô phải tự biết chứ không phải đợi ai dạy bảo. Thu đứng dậy nhưng không biết có phải vì đứng nhanh quá hay không mà cô đột nhiên cảm thấy choáng váng. Khung cảnh trước mắt trong một thoáng đều biến thành màu trắng. Tại chân thù đun lên như người bị tụt máu. Có thứ gì đó đang đúc cạn sức lực trong cơ thể. Không thể chống đỡ được lâu thu suy yếu ngồi trở lại giường trên mặt không thể che giấu được sự hoang mang tột độ cô cúi đầu hơi thở nặng nề tầm mắt đúng lúc dừng lại trên đầu móng tay nham nhở vết sức của mình chuyện tối qua như một đoạn phim chiếu lại trong đầu hai hàm răng cô cắn chặt lại cô sợ hãi vì không biết bản thân mình bị làm sao thu nhớ tới cái ngày cô nghe được tiếng gọi mẹ của con trai trong bãi lau sậy cô như con thiêu thân lao nhanh vào trong đó mặc dù không muốn nhưng cơ thể cô lại không nghe theo sự điều khiển cho đến khi cô bị mạnh kéo ra ngoài mọi chuyện đối với cô như một giấc chiêm bao từ ngày hôm đó cô luôn nghe được tiếng gọi của con trai con trai mất là lỗi của cô nhưng nhìn thấy mạnh và mẹ chồng cứ phải luôn lo lắng cho mình dù không muốn thì cô vẫn phải cố gắng vượt qua được chuyện này cô đã tự nhủ như vậy nhưng mỗi lần nghe được tiếng gọi mẹ thì cô lại không thể điều khiển được mỗi sáng cô thức dậy cả người đều bốc lên một cái mùi hôi thối như mùi động vật chết rõ ràng là tinh thần rất minh mẫn nhưng cơ thể thì lúc nào cũng trong trạng thái mỏi mệt ngồi xuống đứng lên thôi cũng hoa mắt chóng mặt hơn nữa tình trạng ngày càng tệ hơn trước mặt mạnh và mẹ chồng thì cô luôn tỏ ra mình rất khỏe nhưng tất cả chỉ là giả vờ mà thôi Thu mất một lúc lâu mới hết choáng váng Cô hít sâu một hơi đứng dậy đi ra ngoài Vừa mở cửa ra Thu liền đối mặt với ba cặp mắt đang nhìn về phía mình Ngoài trừ chồng và mẹ chồng cô ra Thì người còn lại chính là thầy ngữ Lần đầu tiên cô gặp ông Chính là trong đám rỗ của cha mạnh Mặc dù vẻ ngoài của ông Trông có vẻ là một người khó gần và nghiêm khắc Nhưng thật ra là một người rất tốt bụng ông là một người rất thông thái dường như không có gì trên đời này mà ông không biết nên đối với ông mọi người luôn dành ra một sự tôn trọng rất lớn thầy ngữ từ lúc thu bước ra ngoài vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô chỉ trong một thoáng ông đã nhìn ra được nhiều thứ mà người thường không nhìn thấy được thầy ngữ ngoắc tay để thu đi tới gần hơn nhưng không hiểu vì sao thu cứ luôn chần chừ mãi mà không đi tới khiến mạnh và mẹ anh đều thấy kỳ lạ cả người thu đang run cô không biết vì sao nhưng cô cảm nhận được bản thân rất sợ người đàn ông với đôi mắt như nhìn thấu mọi chuyện kia từ lần gặp đầu tiên trong đám rỗ của cha mạnh sau đó cô cũng không ít lần gặp mặt nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy sợ ngoại trừ lần này thầy ngữ chống tay đứng dậy ông chậm rãi đi tới trước mặt thu còn cô thì cứ lùi lại theo bản năng cho đến khi lưng chạm vào tường thầy ngữ mỉm cười Ông đặt tay lên đầu cô, thấp giọng nói: "Con gái đừng sợ, thầy tới giúp con mà." Chỉ bằng mấy lời của thầy Ngữ, Thu đột nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông dắt cô đến ngồi xuống bên cạnh Mạnh, trên mặt vẫn là nụ cười như một liều thuốc trấn an tâm lý mạnh mẽ. Trước khi Thu thức dậy, Mạnh đã chạy đến nhà thầy Ngữ và kể hết mọi chuyện đã xảy ra tối qua cho ông nghe. Sau khi nghe Mạnh kể xong, Thầy ngữ đã quyết định xét trực tiếp tới nhà anh xem thử. Theo thầy ngữ, thứ bám theo thu có lẽ là một con quỷ nước. Quỷ nước đều là do người bị chết đuối hóa thành. Đất nước chúng ta chẳng chịt mạng lưới sông ngòi. Hầu như ở mỗi vùng đều có một cách nhìn nhận riêng về quỷ nước. Một số chỗ còn gọi quỷ nước là ma gia hay thủy quái. Người ta nói rằng quỷ nước đều là những phong hồn không thể đầu thai nếu muốn đầu thai thì phải tìm người sống kéo xuống thế chỗ nhưng với tình hình ô nhiễm nguồn nước ngày càng nặng người xuống sông hồ tắm bây giờ đã giảm nhiều quỷ nước thường trú ngụ ở các con sông lớn một số ít thì ở lại nơi bản thân mất mạng đa số quỷ nước đều không lên bờ chỉ có một số ít vì đói nên bắt buộc phải lên bờ tìm chút nhang khói còn sót lại của mấy cô hồn dạ quỷ khác trường hợp của thu có lẽ cô đã đi tới chỗ có quỷ nước trú ẩn Vì đói bụng Lại vì nhìn thấy tinh thần của Thu đang trong lúc bất ổn Nên mới lợi dụng cô để kiếm cái ăn Đó cũng là lý do vì sao Thu lại không có cảm giác e sợ trước môn thần giữ cửa Vì cô không hề bị phong linh ám lên người Ma quỷ giỏi nhất là che mắt lừa người Điển hình như lúc đang đi trên đường Nghe được một giọng nói quen thuộc gọi tên mình Thì sẽ theo phản xạ lập tức trả lời lại đó là cách ma quỷ dùng để bắt hồn của một người quỷ nước này cũng giống như vậy nó biết thu đang đau khổ vì mất đi đứa con đầu lòng của mình cho nên đã lợi dụng điều đó khiến thu mỗi ngày đều phải cung phụng đồ ăn cho nó thế nhưng mặc dù nó không có ý xấu đi nữa thì quỷ người như hai cực âm dương cả hai đều có điểm khác biệt rất lớn thậm chí là được phân chia rạch ròi thu vì tiếp xúc quá gần với âm khí của quỷ nước nên sức khỏe ngày càng kém nếu như không giải quyết triệt để chuyện này thì hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng thậm chí là ảnh hưởng đến cả tính mạng sau khi nghe thầy ngữ phân tích ngọn nguồn xong thu giúp cụ cũng hiểu được nguyên nhân khiến cô cảm thấy gần đây bản thân có gì đó rất kỳ lạ mẹ mạnh nghe nói con dâu bị quỷ nước bám theo thì sợ hết hồn lo lắng cầu cứu thầy ngữ Chú coi uh, có giúp cho nó được không thầy ngữ gật đầu ông đã đích thân tới đây thì đương nhiên là đó có ý muốn ra tay giúp đỡ thu là người hiền lành thánh thiện bị quỷ nước che mắt lợi dụng khiến sinh mệnh cô đang bị rút cạn trường hợp này ông tất nhiên phải giúp sau khi được thầy ngữ bày bố tối đó nhà mạnh đã chuẩn bị một mâm đồ cúng để tiễn vong quỷ nước đồ cần chuẩn bị cũng giống như một mâm cúng cô hồn Khác ở chỗ thầy ngữ còn kêu mạnh chuẩn bị thêm hai cái lồng đèn, một bộ quần áo và một con thuyền bằng giấy. Tháng 7 đã sắp qua, cửa ngục sắp đóng lại. Nếu quỷ nước kia không thể rời đi, thì nó sẽ phải ở lại bãi lau sậy kia thêm một năm nữa. Cơ hội được đầu thai lại càng thêm ít. Thầy ngữ chuẩn bị hai cái lồng đèn và một chiếc thuyền bằng giấy. Cả hai thứ đều mang ý nghĩa là soi đường dẫn lối Thời xưa mỗi khi cúng cô hồn Có tục lệ mỗi nhà đều phải treo lồng đèn Ánh sáng từ lồng đèn sẽ dẫn lối cho cô hồn dã quỷ đến cửa ngục Tránh cho chúng không tìm được đường Lại thành oan hồn bất vượng ở dương thế Trong lúc này Nếu gặp phải đạo sĩ hay thầy Pháp Thì có khả năng sẽ bị đánh nát hồn Không thể siêu sinh Thế nhưng hơn chục năm trở lại đây Thì tục đốt đèn này đã không còn giữ lại nữa bởi vậy mà nhiều oan hồn sau khi được diêm vương ân xá cho trở về lại vì còn lưu luyến trần thế mà ở lại không chịu về sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thầy ngữ để cho thu về phòng và dặn cứ để mọi chuyện diễn ra như bình thường quỷ nước rất ít khi lên bờ đa phần đều là ẩn sâu dưới lòng sông chờ đợi những người lội sông đêm khuya thì bắt lần này quỷ nước lên bờ mà còn đi xa như vậy chứng tỏ nó đã rất đói dù hôm qua đã bị môn thần dọa sợ Nhưng nó sẽ không dừng lại Buổi chiều Mạnh cũng đã được thầy ngữ dặn dò Phải tháo hết mấy bức tranh vẽ môn thần xuống rồi Giờ bọn họ chỉ đợi tới nó mà thôi Thu nghĩ mình sẽ không ngủ được vì lo lắng Nhưng bị quá mệt mỏi Nên vừa đặt lưng xuống thì cô đã chìm vào giấc ngủ Người mất ngủ hiện tại đổi qua là Mạnh 12 giờ qua đi tâm trạng của những người trong nhà càng thêm trầm xuống mạnh đang nằm đột nhiên cảm nhận được sự rung lắc khẽ khàng anh quay đầu nhìn thì thấy thu đã ngồi dậy hai mắt cô như dại đi bộ dạng thẫn thờ như con rối bị người ta điều khiển tay cầm trống lắc đi ra bên ngoài đợi cửa phòng đóng lại mạnh cũng nhẹ chân đi theo phía sau thầy ngữ đang nằm trên phảng trong phòng khách nhìn thấy thu lướt ngang cũng lập tức ngồi dậy bộ dạng tỉnh táo của ông không có vẻ gì là người trước đó vừa mới ngủ say cả mạnh im thin thít đi theo phía sau thấy thầy ngữ đưa tay ra hiệu thì dừng lại tiếng trống lắc vang vọng trong đêm khuya tĩnh lặng mạnh có cảm giác nhịp tim của mình như đang đồng bộ cùng tiếng lộc cộc kia đến khi tiếng trống lắc im bặt thì tim anh cũng như ngừng đập mặc dù biết rằng thầy ngữ đang ở đây nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không buông tha cho anh Giống như hôm qua, tiếng lộc cọc vừa dứt, không bao lâu sau thì thứ kia đã xuất hiện ở giữa sân. Quỷ nước cũng không đến nỗi ngu ngốc, giúp kinh nghiệm từ tối hôm qua, hôm nay nó xuất hiện ở một khoảng cách xa hơn. Giữa màn đêm đen kịp ánh lên hai điểm sáng nổi bật như ngọn đèn pha, đó chính là mắt của quỷ nước. Nó đang đảo mắt tứ phía để xem xem có thứ gì có thể uy hiếp nó hay không. Sau khi xác nhận không có thứ gì khác thường, quỷ nước quen đường quen lối, bỏ đến trước gian bếp. Trong cổ họng nó phát ra tiếng khặc khặc như nghẹn nước, nhưng âm thanh kia đột nhiên im bặt khi trước mặt nó đột ngột xuất hiện một người xa lạ. Cảm giác áp bức khiến nó lùi lại, nhưng tứ chi nó không biết vì sao lại dính chặt trên đất. Nó phát ra tiếng gầm gừ giận dữ, hai con mắt đảo nhanh trong hốc mắt, trông như sắp rơi ra ngoài thầy ngữ từ trong nhà bước ra đối diện với sinh vật vừa giống người vừa giống thú kia trong mắt cũng không tỏ ra chút sợ hãi nào ông cầm trên tay một cây roi là loại chuyên được các thầy pháp dùng để đánh quỷ đứng trước mặt quỷ nước trông như một vị tướng khiến nó không dám phát ra tiếng gầm gừ đe dọa nữa đường đã mở sẵn thì nên đi về còn ở lại hại người thì đánh cho hồn bay phách lạc Từng lời thầy ngữ nói tựa như tiếng sấm truyền vọng vào tai của quỷ nước. Nó có đốm người gật đầu như giã tỏi. Thầy ngữ đốt bó nhang đang cầm trên tay. Khói nhang lập tức bay lên rồi vây quanh lấy quỷ nước. Dù sao đây cũng không phải là một con quỷ có đạo hạnh cao siêu hay tâm tính tà ác gì. Ông đem bộ quần áo và thuyền giấy đốt lên. Vẻ nhếch nhác của quỷ nước lập tức biến mất nhưng tư thế tứ chi chạm đất thì lại không thay đổi Ông bắt đầu suy nghĩ giúp cuộc con quỷ này làm sao mà chết Nếu là chết đuối thì không thể mang bộ sáng như vậy được Hơn nữa, theo ông biết thì đa phần quỷ nước đều chọc đầu Dù cho tóc trên đầu con quỷ này trông chẳng khác gì rêu Nhưng cũng không tới mức gọi là chọc được Ngay lúc thầy ngữ vẫn còn đang suy nghĩ Quỷ nước bỏ đến trước mặt ông có lẽ do đã được cúng kiến đầy đủ vẻ ngoài của nó giờ không còn khó nhìn như trước đại khái có thể nhìn ra được đó là một người đàn ông quỷ hồn quỷ mọp xuống trong cổ họng phát ra tiếng nức nở dường như cổ họng nó bị thương nên dù muốn nói chuyện cũng rất khó khăn trong lòng có oan khuất nhưng không thể nói ra được nó cào khóc thảm thiết trong cổ họng phát ra những âm thanh đứt quãng khó nghe chỉ có thể hàm hàm nghe được đó là tiếng gọi mẹ quỷ hồn này đang gọi mẹ thầy ngữ đi tới chỗ bàn cúng chấm ngón tay lên chén đựng chất lòng màu đỏ sau đó đi tới ấn lên trán của quỷ hồn không biết sau đó ông đã nhìn thấy gì mạnh bà thu đứng bên trong chỉ nhìn thấy ông gật gật đầu sau đó cúi người đốt đèn rồi xách ra ngoài quỷ hồn ngẩng đầu hướng về phía hai vợ chồng đứng cúi người như một lời xin lỗi rồi quay người đi theo thầy ngữ, cuối cùng là hòa và đêm đen. Thầy ngữ đi vào trong sân, hai vợ chồng Thu cũng nhanh chóng đi ra, lo lắng hỏi thăm tình hình. Thầy ngữ gật đầu nói mọi chuyện đã xong, đồng thời dặn dò Thu thời gian sắp tới nên tập trung nghỉ ngơi cho lại sức. Nếu thấy có gì bất ổn thì cứ tới tìm ông. Trước khi rời đi ông cũng dặn dò, buổi sáng khi mặt trời qua khỏi ngọn cây thì mới được tháo lồng đèn xuống sau khi tháo xuống thì phải lập tức đem đi đốt hai vợ chồng thu sau khi được thầy ngữ trấn an thì đã có một đêm yên giấc đã rất lâu rồi thu không được ngủ ngon như vậy nhà mạnh thì đã xong nhưng việc của thầy ngữ thì vẫn chưa xong một bàn cúng khác được thầy ngữ chuẩn bị sau khi ông trở về nhà đó là một bàn cúng dùng để siêu độ khoảnh khắc chạm tay khi nãy của ông đối với quỷ hồn ông đã nhìn thấy được những giây phút cuối đời của quỷ hồn đó là một người con hiếu thảo Tiếc là lại nhận phải một cái chết quá mức đau đớn và cô độc. Bốn giờ sáng, bà Sáu đã thức dậy. Bà đi ra ngoài đúng lúc nhìn thấy tí đang đứng trong bếp uống nước. Trong nhà không bật đèn, bởi vậy, vậy mà bà Sáu xém đứng tim khi thấy có bóng đen đứng lù lù trong nhà. Mày mới thức hay chưa ngủ đấy? Cổ bà khô khốc nên giọng cũng hơi khàn. Tí đặt can nước chưa đáy xuống, nói mới thức Nghĩ sao mà giờ chưa ngủ Ai biết được tạo thấy tối này Mày cứ ôm khư khư cái điện thoại mà Tí biếu môi Làm gì có Mà mẹ làm gì mà giờ này đã thức rồi Tạo mở thấy anh hai mày Bà thở dài thường thượt khi nhắc tới Kiệt Trong giấc mơ Bà thấy Kiệt tay sách nách mang đồ đạc về nhà Kiệt bảo thời gian này đi làm ăn xa Giờ dành dụng đủ rồi nên về để bà hưởng phước. Nhưng đột nhiên, bà thấy cả người kiệt co giật liên hồi rồi ngã xuống. Nó khóc nức nở, nói muốn về nhà. Nói nhớ bà, nhớ mấy đứa em. Lúc bà giật mình thức dậy thì nước mắt đã rơi đầy mặt. Trong lòng cũng tràn ngập sự bất an. Bà Sáu đang nói chuyện với tí đột nhiên quay ngoắt chạy ra cửa. Cánh cửa sắt thiếu nhớt bị bà mở toang phát ra âm thanh kèn kẹt, kẹt chói tai. Tí cũng bị hành động của bà làm hết hồn nhanh chân tới, lên tiếng hỏi. "Mẹ sao vậy? Mày có nghe tiếng ai kêu không?" Tí lắc đầu, mắt đảo quanh khắp sân nhà, tự dưng thấy hơi lạnh lạnh sống lưng. Bà sáu nhìn ra sân, bên ngoài vẫn còn tối đen, cả trong chuồng vẫn chưa kịp gáy, heo cũng chưa đòi ăn tất cả những gì có thể nghe thấy chỉ là tiếng côn trùng vẫn đang chăm chỉ làm việc xuyên đêm sao tao cứ nghe anh hai mày kêu mẹ mẹ vậy không biết tự dưng tao thấy lo quá mày tự gọi điện vô số của nó coi bà sáu thúc giục tí nhíu mày điện thoại của anh hai để ở nhà mà bữa đó lúc đi ảnh chỉ xách theo cái xịt cá thôi mẹ không nhớ sao lúc kiệt đi lưng quải bình xịt trên người mặc áo thun quần xà lọn. Bởi vậy mà người ta nói Kiệt trốn đi vì nợ, bà Sáu đâu có tin. Nhưng bà cũng chẳng biết thằng con bà đã đi đâu. Tự nhiên tối nay ta cứ nhớ anh hai bây không lẽ nó có chuyện gì rồi. Tí thở dài không đáp, vì chính nó cũng không biết phải nói gì nữa. Giờ chắc chỉ có thể đợi anh hai tự tìm về nhà thôi chứ biết làm sao được. Thế nhưng mẹ con tí đã không chờ được Kiệt về nhà Ít nhất là Kiệt đã không thể tự về nhà Vì ít ngày sau đó khi trên xã đưa người xuống phát quang chỗ bãi lau sậy Để làm trụ sở mới Sẵn tiện cũng dập tan mấy tin đồn ma quỷ đang lan truyền ngày càng rộng trong xóm Lo sợ điều đó sẽ dẫn đến những thành phần mê tín dị đoan Đi truyền bá tư tưởng sai lệch Nên phía trên quyết định khai hoang Nơi được coi là nguồn gốc của mọi tin đồn Máy cuốc vừa xúc được mấy gạo thì tất cả người có mặt đều điếng hồn như chết đứng tại chỗ khi phát hiện bên dưới là một bộ xương người. Bộ xương nằm dưới năm sáu lớp thân sậy nghiêng ngả, hơn phân nửa chìm dưới nước. Bề mặt xương đã phủ một lớp rêu xanh cho mấy người này đã chết ít nhất cũng đã được một năm. Lật ngược lớp cỏ lên, những người có mặt tìm thấy được một bình ắc quy đã rỉ xét gần hết vài người hàng xóm có mặt từng cùng bà sáu tìm kiệt đã nhanh chóng nhìn ra được sự trùng hợp giữa bộ xương trắng này và kiệt người đang mất tích và quả đúng là như vậy bộ xương được đưa đi không bao lâu liền gửi về cho bà sáu kết quả đó chính là kiệt đứa con trai bị đồn là bỏ trốn của bà mặc dù đã nói rằng bản thân chỉ cần con trai trở về còn hình dạng gì thì bà sáu cũng chấp nhận được nhưng sự thật vẫn khiến bà khó có thể chấp nhận được. Bà Sáu nằm liệt giường một thời gian dài, đến khi ngồi dậy được thì liền đi tới trước bàn thờ, đã được tí và thảo chuẩn bị tương tất. Bà ôm lấy dì ảnh con trai nghẹn ngào nói, Về nhà rồi, về nhà là tốt rồi con. Khu xóm nhỏ bao trùm một bầu không khí u ám trong một thời gian dài. Trẻ con không ra ngoài chơi người lớn không tụ tập tám chuyện đến cả gà vịt trong chuồng cũng không buồn kêu trên phường cử người xuống nói chuyện với bà sáu họ đoán rằng kiệt đã gặp nạn trong lúc đi xiệt cá kiệt không có kiến thức về điện có lẽ trong lúc nối dây đã xảy ra sơ sót nhưng điều người ta không hiểu là tại sao anh lại đi vào khu vực vắng vẻ kia chỉ có kiệt mới có thể trả lời được câu hỏi này đó chính là lý do mà những tin đồn liên quan đến oan hồn của người con trai Tự tay cắt cổ mình lại xuất hiện trở lại Người ta nói rằng sợ dĩ Kiệt đi vào đó Là bị oan hồn của người con trai che mắt Bắt vào đó để thế mạng Nhưng chuyện thật sự như nào thì chỉ có Kiệt mới biết được mà thôi Còn Thu sau thời gian nghỉ bệnh đã đi làm trở lại Được bật rộn trở lại ngược lại khiến tâm trạng của cô ngày càng tốt hơn mỗi ngày đều được chơi đùa cùng lũ trẻ, khiến nỗi nhớ con trong thu đã vơi đi phần nào. Tí sau một đêm như trưởng thành hơn rất nhiều, vẫn như quyết định trước đó, cậu không thi đại học mà ra ngoài tìm việc. Sau đó được nhận vào làm việc tại một công ty thép. Công việc nặng nhọc nhưng đổi lại được trả rất nhiều tiền. Hồi trước tí suốt ngày chỉ chăm chăm vào điện thoại, trong mắt hàng xóm thì cậu chỉ là một đứa ham ăn biếng làm. Thế nhưng hiện tại có lẽ đã hiểu được vị trí người đàn ông duy nhất trong gia đình của mình. Dù công việc vất vả, mỗi ngày tan làm về đều mệt lạ người, nhưng chưa bao giờ than vãn lấy một lời nào. Đối với một số người thì cách họ trưởng thành đôi khi rất khắc nghiệt. Dù sao thì đây cũng là cuộc đời, mấy ai sẽ được xuân sẻ đâu. Riêng đối với vợ chồng Thu, sau khoảng thời gian buồn thương vì đứa con đầu lòng đã ra đi quá sớm, Thu đã nhận được tin vui. Tin vui đến kèm theo cả sự lo lắng vì cô nghe nói đứa con đầu mắc bệnh đau thì đứa con sau khả năng cao cũng sẽ như vậy. Nhưng may mắn là qua quá trình sàng lọc đã không phát hiện bất kỳ vấn đề nào khác thường. Hơn 9 tháng sau, Thu sinh ra một bé trai kháu khỉnh nặng hơn 3 kg rưỡi lúc hai mẹ con được đưa về nhà hàng xóm cũng đến chung vui bà sáu biết tin cũng đến còn mang theo rất nhiều trứng do gà vịt trong nhà đẻ còn dặn mạnh mỗi ngày đều phải luộc cho cô ăn để bồi bổ hết thì qua bên nhà lấy về mà ăn một thời gian sau khi kiệt được đưa về nhà ma trai đàng hoàng mẹ chồng thu trong lúc nói chuyện đã kể cho bà sáu nghe về quỷ hồn bám theo Thu. bà nói đó có thể chính là kiệt Thu sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Sở dĩ, kiệt chọn cô có thể không hoàn toàn nằm ở việc tâm lý cô đang bất thường, mà còn là vì lúc đó cô là một người mẹ đang đi tìm con. Tiếng gọi con của cô có lẽ đã khiến Kiệt bị thu hút Và cách mà Kiệt gọi cô bằng mẹ Chính là chút ký ức còn sót lại trong linh hồn Rằng Kiệt rất muốn được về với mẹ tôi từng nghe thầy ngữ nói Con người sau khi chết đi thì chỉ có 3 ngày để hồi tưởng lại mọi chuyện sau đó thì toàn bộ ký ức sẽ biến mất, cũng như linh hồn sẽ hoàn toàn rời khỏi thân xác. Nhưng một số người trước khi chút hơi thở cuối cùng lại đặt hết tâm niệm vào một thứ gì đó, khi trở thành linh hồn, họ cũng sẽ nhớ về chuyện đó. Có lẽ trước khi tắt thở, Kiệt đã rất muốn về nhà, rất muốn gặp mẹ. Cho nên một người mẹ vừa mất con như thu mới bị Kiệt nhắm đến. Trùng quỳ thì mọi đứa đều muốn quay về với mẹ Cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương rất nhiều đã luôn đóng góp những câu chuyện rất hay gửi về cho kênh Và quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này hãy để lại bình luận nhé Và đọc tới những cái dòng cuối cùng của câu chuyện này Thì có một câu mà khiến cho Thuận tự dưng nhớ tới những cái kỷ niệm, những cái ký ức rất là buồn nhưng lại khó quên của mình là cái câu mà nhưng mà một số người trước khi chút hơi thở cuối cùng ấy lại đặt hết tâm niệm vào một thứ gì đó thì khi trở thành linh hồn họ cũng sẽ nhớ về chuyện đó. Không biết là quý vị khán giả mọi người đã từng trải qua cái cảm giác mất mát mà cụ thể đó là mất đi chính người thân yêu của mình. À thuận nghĩ là đã có rất nhiều người phải trải qua cái cảm giác đau thương khi phải mất đi người thân. Và bản thân Thuận cũng đã từng trải qua cái cảm giác đó Thế cho nên là tự dưng đọc cái câu cuối này Thuận bị bị cảm xúc á Thuận bị nhớ lại những cái giây phút đó Nó rất là kinh khủng Thế cho nên mới thấy một điều rằng là Khi còn sống với những người thân yêu của mình Cái điều đáng giá nhất trên cuộc đời này cũng chẳng phải là tiền bạc Mà đó là mình vẫn còn những người mà mình yêu thương vẫn còn sống khỏe mạnh sống vẫn sống vui vẻ bên mình và hãy đối xử thật tốt với những người mà mình yêu thương đừng để một giây phút nào đó họ ra đi một cách đột ngột thì hối hận cũng chẳng còn kịp nữa tự dưng thuận đọc câu chuyện này thuận có cảm xúc như thế một chút nên thuận muốn chia sẻ với mọi người không biết là mọi người có những cái câu chuyện nào mà tương tự như thuận thì hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị sẽ có một đêm thật ngon giấc. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.